sơn cầm lên theo cái kiểu hàng Nhật Bản luôn ha. Kỹ thuật cắt bằng kiếm này thì anh là xác lập từ năm 2010. Anh là bộ tóc của Việt Nam và cắt tóc bằng kiếm Nhật. Trong một cuộc dây đó thì ban giám đạo bắt buộc không được cắt tóc bằng kéo mà phải bắt cắt những dụng cụ khác hơn như dao cạo râu, dao chặt đá hay là dao với thớt. Nhưng riêng anh thì anh chọn bằng phong cách là cắt tóc bằng kiếm Nhật. Thì sau năm 2010 đó anh luyện tập cho tới giờ là 4 năm để có thể quay nhuần nhuyễn như kiếm như thế này. Thì cái điều khó khăn nhất thì kiếm thì nó rất là mạo hiểm và rất là nguy hiểm, nên khi cắt phải lưu ý tránh tình trạng bị gây ra những cái điều không mong muốn. Thì mình phải cần luyện tập thật nhuần nhuyễn trước khi mình lên tóc khách hàng rồi. Thì lúc đó thì anh chỉ mất có khoảng tầm một tháng để trước khi thi và anh đã thực hiện được một cách rất là đơn giản. Nhưng sau khi anh luyện tập 4 năm thì anh có thể cắt được những tẩu tóc ngắn hơn, bóp và những cái tóc ngắn hơn nữa, chứ không hẳn là tóc dài. Ok, cảm ơn hai lần không? Cảm ơn em. Anh bắt hai lần với kiểu tóc lai, và anh cảm ơn chị Hoa Giá, anh kêu con gặp vào đây một cái để làm cho một cái. Cũng rất nhiều khách hàng cũng tò mò yêu cầu Hưng cắt tóc bằng kiếm Nhật. Hưng cũng nghĩ là luyện tập cắt tóc bằng kiếm Nhật chỉ để là trình diễn sân khấu và tham dự những cái show tóc, nhưng sau này Hưng mới biết được kiếm Nhật cắt tóc rất là đẹp, đường tóc sẽ mềm mại và không thể nào kéo nó được. Và khi cắt bằng kiếm Nhật nó sẽ là tóc tình sớ mỏng so le layer đuổi bay động tự nhiên dành cho mái tóc mà ít để cho nó bồng bềnh lên và phồng lên. Và tương lai thì đã có cái xác lập kỷ lục Minet là cắt tóc bằng kỷ lục Minet là cắt tóc bằng 11 kéo, và sẽ xác lập kỷ lục Minet cắt tóc bằng 2 kg Nhật.